Đỗ Quốc Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thứ sáu ngày 22/1/2019, cửa hàng Đỗ Quốc Bùi Tuấn chúng tôi xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị và các bạn một bộ trường kỷ vũ tái chất liệu bằng gỗ Guta Quảng Bình, đục tích sen cò thuộc hàng siêu vip của và đỉnh cao của cửa hàng Đỗ Quốc Bùi Tuấn. Cái bộ ghế này thì đã được cửa hàng chúng tôi là hoàn thiện kỹ si sắc, đánh trơ vân gỗ theo đúng đánh cổ truyền của cụ trong ngày xưa. Thì hai cái bộ gần đây nhất thì chúng tôi có bán cho một bác ở Vĩnh Phúc cách đây tầm vài hôm, và một bác nữa là ở Phú Đô Hà Nội mua hai cái bộ trường sen cò hàng đỉnh cao này. Đây là thời gian gần đây nhất, và hiện tại thì chúng tôi vừa mới cho thợ hoàn thiện xong cái bộ siêu vip này và đang trưng bày tại cơ sở Đỗ Quốc Bùi Tuấn. Thì quý vị nào mà quan tâm đến một trong những cái tuyệt phẩm là bộ sườn sen cò như này thì có thể liên hệ trực tiếp với hàng chúng tôi thông qua số điện thoại 0985 230 888, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo đúng cái số điện thoại ở trên màn hình đây để lấy thêm thông tin và cái hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Và ngoài cái sản phẩm là bộ trường sen cò này ra thì cả chúng tôi còn bán rất nhiều những món đồ gỗ khác như sập bụng, thủ chè, bàn ghế các loại. Thì quý vị có thể đến trực tiếp tại cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội để có thể chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn những cái món sản phẩm mà cửa hàng của chúng tôi trưng bày. Thì cái kích thước của bộ trường này là dài thủ vi là 2m và chiều sâu ở trong lòng sử dụng là 50 phân, và cao từ mặt đất lên mặt ghế là 50 phân, và bàn là dài là 1m1 nhân chiều rộng là 55 và cao là 79 phân. Và đây là một trong những chiếc những bộ trường là siêu phẩm của cửa hàng của chúng tôi. Và mặt ghế trường là một tấm lá bong đôi, và mỗi một tấm lá là dày đủ đậu 2 phân và dày đủ đậu 3 chỉ. Thì quý vị có thể bớt cùng tôi từ 3 đến 5 phút để đi vào đường nét chi tiết của cái hàng siêu phẩm này, xin mời. Ở đây là bộ trường, toàn cảnh bộ trường. Đó, bộ trường này thì hàng rất là dày. Đó, hàng thừa của ngày trước rất là dày. Và bộ này gần như là tái sử dụng được tầm vài năm mà chúng tôi đã hoàn thiện lại như mới rồi, không khác gì mới cả, và còn nguyên lành đến 98%. Và đây là đằng hậu của nó đây, quý vị có thể cảm nhận. Vách này là dày 4 phân và bệ dày đủ đậu 4 phân. Và đây là một trong những bộ trường cực dày luôn. Đó, rất là đẳng cấp. Và hiện tại bây giờ tôi đang quay là gần 6 giờ chiều tối rồi. Đâm ra cái ánh nắng nó vừa mới, tức là chúng tôi vừa hoàn thiện về xong và chúng tôi cho lên luôn như này để cho quý vị có thể xem một cách chi tiết nhất. Cho nên là quý vị hết sức thông cảm vì cái độ sáng nó có giới hạn. Và đây, đầu tiên là tôi xin quay cái mặt ghế đây. Quý vị thì cảm nhận đây. Đó, mặt ghế lành nặng tuyệt đối luôn. Chất gỗ vân gân rất là già và đẹp. Và mặt dày 2 phân đậu, đủ 3 chỉ. Đó, 3 chỉ. Và hàng cuốn chấp, đục các đầu cuốn này là tùng cúc trúc mai. Rất là đẹp. Những cái bộ như này thì chúng tôi đã giới thiệu với quý vị rất là nhiều. Và đây là cái mặt ghế trường. Đó, cực cho đỉnh cao luôn. Đó, và yếm này thì là dày 4 phân. Và vách dày 4 phân. Và đây tôi quay, xin quay cái vách trước. Đó, vách này là vách đục sen sen vịt. Đó, đây dưới ở viền này thì đục các cái dây dưa nho sóc, và trong này là một chú vịt và cảnh sen, hồ sen. Đó, nên cực đẳng cấp luôn. Tỉa tách những chú vịt rất là mập mạp giống thật và những cái bông hoa sen. Đó, và đây, đây là cảnh là sen cua. Sen cua thì quý vị có thể cảm nhận chất gỗ này rất là già. Đó, lên men cực đẹp luôn. Và chúng tôi xi sáp chơi gỗ. Ở đây chú cua đục sống động như chú cua cua thật. Ở đây là những cái lá sen và những bông sen, cực đẳng cấp luôn. Và bên này là cảnh sen co, đây là chú co. Đó, quý vị có thể xem là đục từ cái mắt, từ cái mỏ, cái đầu lên, và những cái thân người ra trơn, những bông sen lên đục cực đẳng cấp. Và ngoài ven này thì là những cái dây dưa nho. Đó, rất đỉnh cao. Và dưới cái tay cuốn này là đục là một dây nho với những cái quả dưa. Đó, và đây là cuốn chấp, đây tôi quay cả cuốn cho quý vị xem. Đây cuốn tay này, họ lành nặng tuyệt đối luôn. Rất là vân, đó, chất gỗ vân sáng. Vân sáng và mịn to, cực đẹp luôn. Quý vị xem những cái vân gỗ như này thì nó rất là giá trị. Ở đây, đây tay cuốn bên này lành nặng đến 98%. Và đây là yếm của nó đây. Yếm này là đục ngũ phúc, những cái giải giải mây và những chú rơi là những tượng trưng những chú phúc. Chữ phúc, đó, rất là đẹp. Đấy, dày 4 phân, hàng cực dày và nặng luôn, và đẳng cấp. Đó, tôi quay qua cho quý vị có thể tham khảo một cách chân thực nhất. Hiện tại bây giờ trời nó gần như tối rồi, và đây là đốc ngang. Và đây là mặt hậu, quý vị có thể thấy là nó lành đến từ mặt sau luôn. Đây là những bộ trường mang thương hiệu của cửa hàng của chúng tôi. Rất khác biệt với các cái hàng thông thường, hàng thị trường. Đó, nó không giống các hàng thị trường. Đây là một trong những cái mặt hàng mà chúng tôi sưu tầm khó khăn mới ra được những cái bộ ghế đỉnh cao như này. Và đây là bên này, lá thì một tấm bong đôi cùng gân cùng vân.
Đấy, bên này thì nó hơi bị ngược sáng một chút, đâm ra nó hơi bị chói. Đó, quý vị hết sức thông cảm. Đó, tôi quay hướng nào thì nó cũng bị chói một chút. Ở đây, mặt trường lành lặn tuyệt đối luôn. Đó. Ở đây những cái cuốn tay. Đây và cuốn da đây. Vân gần cực đẹp. Lành tít luôn. Rất là mịn tôm. Đây. Bên này là cũng ô sen sen cò. Đó, sen cua cũng y xì như bên kia. Y xì như nhau. Và đây là sen vịt. Đó, bên kia thì tôi quay kỹ rồi. Và bên này tôi quay qua. Còn đây là cái đầu cuốn này là đây. Quý vị thấy nó bo những cái đường bo theo lối trường cổ. Đó, lối trường lối cổ rất tròn và đẹp. Và đây là đầu cuốn này là đục. Đây là đục cuốn chớp, hàng kỹ thuật cao. Đó, đúng theo lối trường cổ, đục Tùng Cúc Trúc Mai. Và đây là yếm của nó, cái cung như vậy. Cực đỉnh cao luôn. Và đây là mặt đốc ngang. Còn đây là mặt sau. Mặt sau thì lành như mặt trước luôn. Lành nặng trong ngoài như nhau. Thì chúng tôi giao lưu với anh em mọi miền Tổ quốc, giao lưu cả anh em thợ lẫn người dân tiêu dùng. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi để có cái giá tốt nhất trên thị trường. Và đây là mặt bàn. Quý vị có thể thấy là vân veo quần quại và chất gỗ rất là đẹp. Đó, và lành lặn. Chúng tôi sưu tầm rất là công phu mới ra được những cái bộ ghế nó vip như này. Đây tôi quay vòng quanh để cho quý vị có thể cảm nhận được hết cái đường nét đẹp của cái bộ trường như này. Đó, và sau đây tôi xin được quay lại tổng thể một lần nữa để cho quý vị có thể nhìn ngắm lại cái bộ trường như này. Thì quý vị xem video của chúng tôi thì nhớ được quên tôi một like, một chia sẻ và đăng ký và subscribe kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà cửa hàng về mới nhất và thường xuyên nhất. Và hơn nữa để cho cửa hàng chúng tôi ngày càng phát triển hơn để lấy thêm động lực để đi sưu tầm và sản xuất ra những cái món đồ siêu vip và đỉnh cao, giá cả thân thiện nhất thị trường để phục vụ tất cả các quý vị và quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Thì sau đây tôi xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị những cái video clip tiếp theo. Xin chào.